Trong trận bán kết gặp Akari Kurihara, tay vợt người Việt Nam, Vũ Thị Trang Linh, hay còn được gọi là Thùy Linh, đã trải qua một cuộc chiến đầy cam go tại giải cầu lông quốc tế. Trận đấu diễn ra với nhiều biến cố và thách thức. Kurihara, một đối thủ xếp thứ 156 thế giới, đã không dễ dàng để Thùy Linh giành chiến thắng. Mặc dù đối mặt với áp lực lớn từ đối thủ trẻ tuổi hơn, Thùy Linh đã phát huy được sự vượt trội của mình. Hiện tại, cô đang xếp thứ 27 thế giới, là hạt giống số 1 và đương kim vô địch. Trận đấu bắt đầu với sự thống trị của Thùy Linh, khi cô thường xuyên chiếm ưu thế trong các điểm ghi điểm. Kurihara, ngược lại, chủ yếu chơi theo phong cách cầu bền và thường bỏ nhỏ. Nhưng Thùy Linh đã thể hiện sự thông minh và kỹ thuật của mình để hóa giải các cú đánh của đối thủ. Kết quả của set đấu đầu tiên đã thuộc về Thùy Linh với tỷ số 21-14. Tuy nhiên, tại set thứ hai, cô lại gặp khó khăn và không hiệu quả. Kurihara đã tận dụng những sai lầm của Thùy Linh để giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 21-11. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi cả hai tay vợt bước vào set đấu thứ ba. Cả hai đã giằng co từng điểm đầu. Tuy nhiên, Thùy Linh sau đó đã xuống thể lực, không thể duy trì sự tập trung và sức mạnh. Kurihara đã tận dụng cơ hội này và dẫn trước Thùy Linh với tỷ số 16-11. Những pha bóng căng thẳng và kịch tính tiếp tục xuất hiện trong set đấu này và cuối cùng, Thùy Linh đã lọt vào trạng thái tinh thần và thể lực không tốt, chấp nhận thua cuộc trước Kurihara với tỷ số 21-16. Mặc dù không thể giành chiến thắng cuối cùng trong trận bán kết, sự nỗ lực và tài năng của Thùy Linh đã được khán giả đánh giá cao. Cô vẫn duy trì vị trí là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới và hy vọng sẽ tiếp tục ghi danh trong các giải đấu lớn tương lai.